Mùa giải 23-24 với những nhân tố xuất sắc có sẵn trong đội hình kết hợp với những bản hợp đồng và yếu tố sân vận động, Real Madrid đã băng băng tiến đến ngôi vô địch La Liga mà không có một sự cản trở. Dĩ nhiên, đấu trường thân quen nhất của họ trong cả thập kỷ trở lại đây, Champions League, thì cũng song hành luôn cùng với chiến tích thầy Ancelotti và các học trò đã vào đến bán kết. Trận hòa trước Bayern Munich với tỷ số 2-2 trên sân Allianz Arena cho thấy bản lĩnh của một nhà vua, bất kể phải đối diện trước những khoảnh khắc khó khăn. Nhưng thứ bản lĩnh ấy thì không tự dưng được người hâm mộ bóng đá nể nang. Thậm chí cách chơi tùy biến như hiện tại thiên nhiều hơn về tránh mạnh đánh yếu cũng khó mà được trân trọng nếu như nó không phải là tiền đề cho một kỳ tích trong quá khứ. Chuỗi 3 năm vô địch liên tiếp của Real Madrid có kỷ nguyên Ronaldo đã khép lại, cũng là lúc mà những dấu hiệu lụi tàn liên tục đến ở đấu trường C1. Trong hai mùa giải tiếp theo, Real đã luôn bị loại ở vòng 16 đội bởi Ajax Amsterdam và Man City. Sang đến mùa 2021, mọi thứ khá hơn đôi chút khi họ vào đến bán kết để rồi gục ngã trước Chelsea và tiếp tục hẹn chiếc cúp tai voi thứ 14 vào sang năm. Nhìn vào danh sách chuyển nhượng trong cả mùa hè lẫn mùa đông, họ chỉ đem về David Alaba với mức giá 0 đồng, cùng với đó là mua được Camavinga từ Lille với con số 31 triệu euro. Ở chiều ngược lại, họ bán Varane và Odegaard với tổng giá trị 75 triệu euro, theo như thống kê của Transfermarkt, tức là lời khoảng hơn 40 triệu. Sau mùa giải 19-20 thất bại trong những bản hợp đồng bom tấn cùng với biến cố đại dịch và công tác nâng cấp sân vận động, đây là một khoảng thời gian khó khăn với Real. Dựa vào thành tích của 3 mùa giải gần nhất, thật khó mà hy vọng vào binh đoàn được Carlo Ancelotti dẫn dắt. Trong trận mở màn, họ vượt qua Inter Milan với tỷ số 1-0 nhờ vào bàn thắng duy nhất của Rodrigo phút 89. Chính pha thay người gây đột biến của ông thầy người Italia đã phát huy hiệu quả tức thì, để rồi bằng một cách nào đó, họ bị Sheriff đánh bại với tỷ số 1-2 ngay vòng tiếp theo với 76% thời lượng kiểm soát và 31 cú dứt điểm. Để thua trước một đội bóng vô danh tại Moldova, đến thời khắc đó thì Real Madrid càng bị nghi ngờ nhiều hơn về thực lực. Karim Benzema có pha lập công đầu tiên tại C1 trong một đêm mà họ đã phải tay trắng ra về ngay trên sân nhà Bernabeu. Cho đến vòng 3, Real Madrid có trận đại thắng đầu tiên trước đối thủ tới từ Ukraine là Shakhtar Donetsk cùng tỷ số 5-0. Cả ba mũi công chủ đạo thì đều đã nổ súng là Benzema, Rodrigo và Vinicius. Loạt trận lượt về, thầy An cùng với các học trò đã toàn thắng, giúp họ dẫn đầu bảng D với 15 điểm, ghi được 14 bàn và 3 lượt trận. Những nỗi lo ập đến khi mà đội bóng chờ đợi Real Madrid trước mắt lại là Paris Saint-Germain, đang sở hữu hung thần trong những trận El Clasico trước kia, Lionel Messi. Rõ ràng, Real Madrid sẽ bị đánh giá thấp hơn so với dàn nhân sự mới đầu tiên toàn sao số của tập thể đến từ nước Pháp. Và không bất ngờ khi trận lượt đi, sự áp đảo toàn diện của Paris Saint-Germain đã được tạo nên. Chỉ có một bàn thắng được đem về cho Le Parisien, nhưng điều đó cũng là một lợi thế khá lớn. Lại tiếp tục là Neymar kiến tạo và Kylian Mbappe ghi bàn ở phút 39 trong trận lượt về tại Bernabeu. Có lẽ dấu chấm hết đã đến với thầy trò Ancelotti thật rồi. Real Madrid cho đến lúc đó còn chưa có pha lập công nào để làm vốn. Karim Benzema có những cú dứt điểm đáng chú ý trong hiệp 1, nhưng chưa thể đánh bại được thủ thành Donnarumma. Mấy ai dám tin vào một phép màu trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi mà Ben Ú hóa thân thành nhân vật chính. Một bàn, hai bàn và rồi là ba pha lập công đến từ những phút 61 cho đến 78. Benzema cứ sút, Real Madrid lại có bàn thắng, không chật lấy một nhịp. Những báo thủ của Paris Saint-Germain như thường lệ đến từ những khoảnh khắc này là lại bắt đầu lên tiếng. Donnarumma, Marquinhos chính là những tội đồ tạo tiền đề cho chân sút người Pháp ăn cắp trứng gà và khiến Paris Saint-Germain phải nhận về thất bại tủi hổ. Sang đến loạt trận bán kết, lần này họ phải đối mặt với tập thể từng đánh bại mình ở bán kết mùa trước là Chelsea trong tay của Thomas Tuchel. Với chiến thắng 3-1 trong trận lượt đi, với thêm một cú hat-trick điên cuồng nữa của Karim Benzema, quả thực là người ta đã nghĩ đến một kịch bản nhẹ nhàng trong trận lượt về. Nhưng nhà đương kim vô địch C1 khi ấy thì cũng không phải là một Chelsea hạng xoàng như thời điểm hiện tại. Họ biết cách để đưa trận đấu về thế quân bình ở pháo đài Stamford Bridge. Bàn thắng của Mason Mount, của Rudiger và sau đó là pha lập công của Timo Werner tưởng như sẽ giúp tập thể nước Anh tiễn đối thủ khó chịu phía bên kia về nước trong sự tủi hổ. Nhưng mà không, Rodrigo đã lên tiếng đúng lúc, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ và rồi tiếp tục là cái tên quen thuộc Karim Benzema ấn định tỷ số trong hiệp phụ, đưa thầy trò Carlo Ancelotti vào đến vòng đấu mà năm ngoái họ đã phải chùn bước. Người ta thường có câu cửa miệng, chết hụt thì thường sống dài. Và điều này thì hoàn toàn đúng đối với Real Madrid trước đối thủ Man City chờ đợi họ trong trận đấu bán kết. Thầy trò Pep Guardiola đã có được chiến thắng 4-3 trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha phía bên kia cùng với một thế trận áp đảo. Mọi thứ có thể sẽ tốt hơn nếu như City có được chiến thắng cách biệt, tránh những sai lầm để rồi hàng phòng ngự bị đối phương tận dụng triệt để những sai lầm.
người tạo nên khác biệt lớn nhất cho Real Madrid không ai khác lại tiếp tục là Karim Benzema. Đến lúc đó thì anh đã ghi được 14 bàn và đang có cơ hội rất lớn để giành được danh hiệu vua phá lưới. Điều quan trọng hơn với tiền đạo đội trưởng người Pháp thì dĩ nhiên phải là điểm tựa để Kane trắng có được sức bật trong trận lượt về. Gần 90 phút trong trận lượt về trôi qua, lúc này thì tổng tỷ số đã là 5-3 khi mà Riyad Mahrez đã ghi được bàn thắng quan trọng giúp City như đặt một chân vào tứ kết. Khán giả theo dõi trận đấu đó còn nhớ rất rõ khoảnh khắc mà chiếc đồng hồ dự đoán của ban tổ chức chỉ đánh giá khả năng đi tiếp của Real Madrid là 1% so với 99% của đối thủ. Nhưng chỉ trong có vài chục giây, Rodrigo Goes xuất hiện và thay đổi tất cả với một cú đúp đưa trận đấu tiến đến hiệp phụ. Và trong khoảnh khắc định đoạt, sai lầm đã xuất hiện bên phía đội bóng nước Anh. Benzema trên chấm phạt đền thì hoàn toàn chính xác trong cú ra chân giành lấy tấm vé vào đến trận chung kết, đối đầu với một Liverpool cũng rất gì và này nọ. Cũng giống với những thế trận trước Chelsea và Man City, Real Madrid là đội nhường lại sân chơi cho đối thủ trong một khoảng thời gian dài. Họ chủ động phòng ngự, thi đấu kỷ luật và hướng đến những pha phản công quan trọng. Thầy trò Jurgen Klopp với việc từng là bại tướng của Real Madrid trong ký ức đau buồn 4 năm trước đó, hiển nhiên là muốn phục thù thành công, nhưng sức tấn công của họ thì đều bị cản bước bởi chốt chặn khủng khiếp trong khung thành khi ấy là Thibaut Courtois. Từ Sadio Mane, Mo Salah hay bất cứ ai tung ra pha dứt điểm cuối cùng đều bị người nhện này đánh bại hết. Cho đến khi Vinicius xuất hiện và trở thành người hùng trong hiệp 2, thì câu chuyện kỳ diệu của Real Madrid mùa giải năm đó sau cùng đã tìm đến được một điểm kết mộng mơ. Họ không phải là đội bóng được đánh giá cao nhất trước thềm giải đấu, nhưng sau cùng thì Real Madrid vẫn đích thị là đội bóng mạnh nhất, với chân sút giỏi nhất, thủ thành xuất sắc nhất cùng với một binh đoàn thiện chiến không biết từ bỏ. Thứ DNA, cái nháy mắt của Carlo Ancelotti sau cùng được cho là điểm nhấn hàng đầu để mở ra chiến tích lịch sử. Cú La Decimo Cuarta đã tới một cách vô cùng đáng nhớ và khoảnh khắc của những siêu sao. Đó cũng là ánh sáng diệu kỳ của bóng đá tại thành Madrid sau một giai đoạn chìm sâu kéo dài. Cũng kể từ đó, không ai đánh giá thấp Real Madrid trong tay huấn luyện viên Carlo Ancelotti nữa. Có thể họ không đá đẹp nhất, không tạo nên nhiều những pha xử lý ngẫu hứng nhất, không có triết lý hiện đại nhất. Nhưng cứ ra đến đấu trường C1, Real Madrid tự biết cách làm thế nào để xuất hiện trên bục cao nhất cùng với chiếc cúp tài voi. Ngay trong mùa bóng 23-24 này cũng vậy, họ cũng nhận về hàng loạt những nghi ngờ từ vòng bảng cho đến giai đoạn 4 đội. Vẫn là một kiểu chơi biết mình biết ta, tránh mạnh đánh yếu, thách thức bản lĩnh của từng cá nhân, để rồi sau cùng hy vọng một kịch bản tuyệt đẹp sẽ lại về với thầy An cùng các học trò. Hiện tại, Kane trắng sẽ hướng đến trận lượt về cùng hiểm địa Santiago Bernabeu làm điểm tựa để giành lấy chiến thắng, để tiến tới trận chung kết và chức vô địch sau cùng. Sẽ cần thêm những khoảnh khắc tỏa sáng nữa ở trước mắt. Nhưng mà về phần con người, Real Madrid có thừa sự tự tin vào những cầu thủ của mình. Ai sẽ là cái tên tỏa sáng? Đó sẽ là câu hỏi mà người hâm mộ mong mỏi nhất trong hành trình rất đáng kỳ vọng này.